Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin cuối ngày của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Bản tin hôm nay sẽ có những thông tin đáng chú ý sau. Huyện Thạch Thành đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình phòng chống thiên tai. Đường tỉnh 518C, đoạn qua thị trấn Yên Lâm, huyện Yên Định xuống cấp nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, ngày 3 tháng 9, Ban Liên lạc Đơn vị Truyền thống Đội Thanh niên xung phong chống Mỹ cứu nước N43P37 Thanh Hóa đã tổ chức kỷ niệm 55 năm ngày thành lập, mùng 4 tháng 9 năm 1968, mùng 4 tháng 9 2023. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Đội Thanh niên xung phong N43P37 được thành lập gồm 7 đơn vị là cán bộ đoàn viên thanh niên một số huyện trong tỉnh Thanh Hóa được điều động sang nước bạn Lào làm nhiệm vụ quốc tế. Từ năm 1968 đến năm 1971, đơn vị đã hoàn thành nhiều công trình thanh niên tiêu biểu, trọng điểm trên đất bạn Lào. Sau khi kết thúc thắng lợi nhiệm kỳ công tác, có hơn 80% cán bộ chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện viết đơn xin ở lại làm nhiệm vụ mới là công nhân làm đường giúp nước bạn Lào xây dựng các công trình thanh niên mang tên công trình văn hóa. Tháng 6 năm 2006, Ban Liên lạc Đơn vị Truyền thống Đội Thanh niên xung phong chống Mỹ cứu nước N43P37 được thành lập và có nhiều hoạt động ý nghĩa thiết thực. Tham gia giải quyết chế độ chính sách còn tồn đọng cho cựu thanh niên xung phong, tập hợp đoàn kết các hội viên để giao lưu tình cảm, chia sẻ, động viên nhau trong cuộc sống, giúp đỡ nhau phát triển kinh tế. Trong thời gian tới, Ban Liên lạc Truyền thống N43P37 tiếp tục vận động hội viên đoàn kết tích cực tham gia các phong trào thi đua do Trung ương và do tỉnh phát động. Thực hiện có hiệu quả cuộc vận động, cựu thanh niên xung phong làm theo lời Bác, góp phần gìn giữ, phát huy truyền thống tốt đẹp của lực lượng thanh niên xung phong Việt Nam, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ quê hương đất nước trong thời kỳ mới. Thạch Thành là huyện có địa hình đồi núi, nhiều hồ đập, nhiều khu vực hay bị ngập lụt khi có mưa lớn. Huyện đã đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình phòng chống thiên tai, nhanh chóng đưa vào sử dụng để phát huy hiệu quả công trình trong mùa mưa bão năm nay. Trong năm 2023, huyện Thạch Thành triển khai thực hiện 8 công trình phòng chống thiên tai, xử lý sự cố cấp bách, nâng cấp hồ đập. Để các công trình kịp thời đưa vào sử dụng, huyện Thạch Thành đã tập trung giải phóng mặt bằng, bố trí đủ nguồn vốn, tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị thi công. Tính đến nay, đã có 4 công trình hoàn thành đưa vào sử dụng, 4 công trình đã khởi công xây. Sau khi cái đập Ma Mân này cũng được nhà nước xây dựng, cũng hoàn thành đúng tiến độ, thì bà con cũng phấn khởi là trong cái sản xuất nông nghiệp phục vụ cho tổng cái diện tích tưới của khu vực đây là khoảng tổng 20 ha. Thì cái lợi ích trước mắt đó là cái việc điều tiết nước để phục vụ cho sản xuất nó rất là tốt. Cùng với việc đẩy nhanh tiến độ dự án các công trình phòng chống thiên tai, huyện Thạch Thành cũng triển khai kế hoạch phòng chống thiên tai, phương án xử lý các sự cố trong mùa mưa bão, tập trung rà soát, xác định các điểm trọng yếu về đê điều, chuẩn bị đủ lực lượng, số lượng vật tư dự trữ phòng chống thiên tai theo phương châm 4 tại chỗ. Được thành lập từ năm 2021 đến nay, nhà ăn Nhất Tâm Không Đồng tại số nhà 328 đường Hải Thượng Lãn Ông, phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa đã trở thành địa chỉ nhận cơm chay quen thuộc của các bệnh nhân nghèo. Mỗi suất cơm trao đi mang nặng tấm lòng sẻ chia, yêu thương của các tình nguyện viên gửi đến những người có hoàn cảnh khó khăn. Nhà ăn Nhất Tâm Không Đồng Thanh Hóa là nhà ăn thứ 19 của chuỗi nhà ăn Nhất Tâm Không Đồng có trụ sở tại thành phố Hồ Chí Minh. Cơ chế hoạt động hoàn toàn dựa trên sự tự nguyện của các thành viên tham gia. Tuy nhiên, để nhà ăn có thể duy trì hoạt động thì vai trò của những mạnh thường quân, các nhà hảo tâm và những thiện nguyện viên là rất quan trọng. Nhà ăn phát cơm vào các buổi trưa từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần. Ban đầu là mỗi ngày 200 suất, thời điểm dịch COVID-19 là hơn 500 suất và hiện nay mỗi ngày khoảng 400 suất. Nguồn kinh phí duy trì hoạt động của nhà ăn được kêu gọi từ các tổ chức, cá nhân thông qua mạng xã hội. Mục đích lớn nhất đó là chia sẻ, giúp đỡ, động viên, an ủi những bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện. Và ở đây thì khu bệnh viện rất là nhiều, thế nên đối tượng đến nhà ăn rất là đông. Và đặc biệt là bệnh nhân ở bệnh viện Ung Bướu là một đối tượng mà thiện nguyện viên và mạnh thường quân ở nhà ăn rất là thương. Thế nên là ưu tiên mang tận cơm sang bệnh viện Ung Bướu. Với những gia đình có hoàn cảnh khó khăn lại đang điều trị tại các bệnh viện, việc nhận được những suất cơm chay không đồng không chỉ giúp họ phần nào đỡ một khoản chi phí
mà còn là niềm động viên an ủi lớn nhất về mặt tinh thần. Mỗi hộp cơm chay đến tay được bệnh nhân nghèo chính là cách để những tình nguyện viên lan tỏa thông điệp yêu thương cho đi là yêu thương trường tồn mãi mãi. Theo điều tra của Tổ chức Y tế Thế giới, tỷ lệ sử dụng thuốc lá điện tử ở người trưởng thành tại Việt Nam đã tăng 18 lần chỉ sau 5 năm, 2015-2020, và đến nay con số này vẫn tiếp tục gia tăng. Theo nghiên cứu của Hội Y tế Công cộng Việt Nam, cả nước có gần 10% nam giới và 5% nữ giới ở độ tuổi 18-24 sử dụng thuốc lá điện tử. Nhiều bạn trẻ cho rằng sử dụng thuốc lá điện tử là một cách để xả stress, tuy nhiên khoa học lại chứng minh điều ngược lại. Việc sử dụng thuốc lá điện tử không làm giảm stress mà còn khiến gia tăng các triệu chứng lo âu, có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe tâm thần. Các chuyên gia y tế cảnh báo, mặc dù quảng cáo trên nhãn mác không có nicotine, tuy nhiên thực tế thuốc lá điện tử vẫn có, thậm chí lượng nicotine còn cao hơn thuốc lá thông thường. Nhiều trường hợp có cho những chất ma túy vào, độc tính phức tạp sẽ tác động lên thần kinh và tim mạch người sử dụng. Mặc dù cơ quan chức năng đã cảnh báo rất nhiều lần, thế nhưng tình trạng người dân nhẹ dạ cả tin bị lừa đảo bởi chiêu trò mua hàng hoàn tiền với hàng hóa không rõ chất lượng vẫn diễn ra khá phổ biến. Mới đây trên diễn đàn ô tô Fan Thanh Hóa, một chủ tài khoản đã phản ánh tình trạng trên tại một địa phương trong tỉnh. Theo chủ tài khoản này, thủ đoạn của các đối tượng tổ chức bán hàng hoàn tiền là phát phiếu tặng quà cho người dân đến tham dự hội thảo. Ai có phiếu sẽ được tặng quà như nước mắm, hạt nêm, xà phòng. Buổi sáng, các đối tượng tổ chức đấu giá hàng hóa, người mua hàng xong sẽ được hoàn lại tiền. Tiếp đó, đầu giờ chiều, nhóm đối tượng bán nồi cơm điện, nồi inox, bếp từ, giá từ 1 đến 4 triệu đồng. Lúc này nhiều người dân đã tranh nhau mua vì nghĩ như buổi sáng mua xong được hoàn lại tiền. Tuy nhiên, khi bán được số lượng lớn thì nhóm đối tượng bỏ lên xe chạy đi mất. Thực tế đây là thủ đoạn không mới và đã được các cơ quan chức năng cảnh báo rất nhiều lần. Tuy nhiên vì nhẹ dạ cả tin và đánh vào tâm lý ham hàng khuyến mãi, quà tặng của người dân mà các hành vi lừa đảo trá hình kinh doanh đa cấp như thế này vẫn diễn ra. Do đó, bản thân mỗi người dân cần chủ động nâng cao tinh thần cảnh giác, cơ quan chức năng cũng cần tăng cường kiểm tra, giám sát đối với các hoạt động kinh doanh có dấu hiệu tập trung đông người, các hội thảo quảng cáo khuyến mại tại địa phương. Từ nhiều năm nay, đường tỉnh 518C, đoạn qua thị trấn Yên Lâm, huyện Yên Định xuống cấp nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông và ảnh hưởng lớn đến cuộc sống sinh hoạt của người dân. Đường tỉnh 518C có chiều dài 18 km, được đầu tư nâng cấp và đưa vào sử dụng từ năm 2015. Trong đó, đoạn từ thị trấn Yên Lâm, huyện Yên Định đi xã Cao Thịnh, huyện Ngọc Lặc với chiều dài 6 km, hiện có hơn 3 km đã bị xuống cấp nghiêm trọng. Nhiều đoạn trên tuyến mặt đường sụt lún, bong chóc, xuất hiện chằng chịt ổ gà, ổ voi. Vào ngày trời mưa, đoạn đường này trở nên lầy lội, trơn trượt, sình lầy, có đoạn lún sâu nên các phương tiện qua lại khó khăn, dễ xảy ra tai nạn giao thông. Cuộc sống của các gia đình hai bên tuyến đường cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng vì cát bụi bay vào nhà. Trời mưa thì lội lầy, không thấy đường rõ để đi, ổ gà, ổ trâu rất nhiều. Rồi trời nắng thì bụi đường lúc nào cũng bị lầy luốc, con cháu đi học khổ mà trong cái đường đây hắn cũng không được sạch, rồi chấn chật hẹp, đi dân ở vất quá vất vả. Theo người dân địa phương, một trong những nguyên nhân chính dẫn đến tuyến đường bị xuống cấp là do lưu lượng phương tiện tham gia giao thông cao. Trong đó có nhiều xe chở vật liệu xây dựng từ các mỏ đá trên địa bàn xã Yên Lâm với tải trọng lớn. Đáng nói là tình trạng xuống cấp đã xảy ra nhiều năm và ngày càng nghiêm trọng hơn. Người dân đã nhiều lần phản ánh qua các cuộc tiếp xúc cử tri, đề nghị các cơ quan chức năng sớm khắc phục con đường để bà con đi lại thuận tiện, nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết. Mỗi khi mà trời mưa thì là nó giống như một cái ao ấy, nên là nhiều khi là đi xe cộ nó té vào này, để bẩn thỉu là nhiều khi lắm bữa là ông cháu lại cũng đi lai cháu đi học không được kịp cái giờ là cho cháu vào lớp, và những ngày mà nhiều khi là đi họp đấy. Đi họp hành thì đi là trời mưa, gió này, bụi bặm này, té vào là rất là bẩn thỉu. Thì cũng rất là mong cái cơ quan chức năng để quan tâm hơn nhiều hơn nữa để nâng cấp cái đường này. Được biết thời gian qua, người dân địa phương đã nhiều lần tự san lấp các ổ gà, ổ voi tại các vị trí bị xuống cấp nghiêm trọng để đi lại thuận tiện hơn. Nhưng chỉ cần một cơn mưa hoặc vài ngày xe chạy cuốn đi bụi đất thì đâu lại vào đó. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin cuối ngày của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.